Vụ bắt giữ ông trùm âm nhạc Sean Combs gần đây đã gây chấn động dư luận toàn cầu, khơi lại nhiều cuộc thảo luận về mặt tối của ngành công nghiệp giải trí. Justin Bieber một lần nữa bị lôi vào những tranh cãi với những cáo buộc chính anh dung túng cho hành vi của Diddy hoặc anh có thể là nạn nhân. Góc khuất đằng sau Justin Bieber Những ngày qua, vụ việc ngôi sao hip hop Diddy tên thật là Sean Combs bị tạm giam để điều tra hàng loạt cáo buộc buôn bán tình ái, tống tiền, hành nghề, bán thân, bán hoa. Theo The New York Post, Diddy bị cáo buộc rủ rỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi tiệc thác loạn kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc được gọi là free cop. Các hành vi phạm tội của Diddy được cho là đã diễn ra trong thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Những bữa tiệc mà Diddy tổ chức có sự tham gia của nhiều ngôi sao Hollywood trong đó có Justin Bieber cũng bị déo tên. Theo Paysix, một đoạn clip ghi lại hình ảnh Justin Bieber dự tiệc cùng Diddy bị lan truyền. Trong clip, nam ca sĩ có biểu cảm khá gượng gạo. Tuy nhiên, địa điểm và thông tin chính xác về clip này chưa được xác minh. Tờ Daily Mail trích lời một nguồn tin nói về Justin Bieber. Justin Bieber rất bối rối trước tin tức về Diddy và không muốn lên tiếng. Nhiều người từng giúp đỡ Justin trong sự nghiệp có mối quan hệ rất thân thiết với Diddy và điều đó khiến anh ấy khủng hoảng. Một video khác cũng được tìm lại, ghi lại cảnh Chloe Kardashian nhắc đến lần chạm mặt Bieber tại một bữa tiệc hạng A của Diddy vào năm 2014, cô nói rằng một nửa số khách mời đều khỏa thân. Chiêu trò của Diddy là ghi âm, quay video những nhân vật trong bữa tiệc và dùng tài liệu đó để tống tiền, ép buộc các nạn nhân. Bản cáo trạng dài 14 trang mô tả Diddy là ông trùm của một tổ chức tội phạm nơi cho phép hắn ta lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ trong nhiều năm để thỏa mãn ham muốn quan hệ, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi của mình. Justin và Diddy có quan hệ thân thiết, từng hợp tác trong một số sản phẩm âm nhạc từ khi Justin Bieber 14 tuổi đến nay, anh vẫn qua lại với Diddy. Năm 2023, cả hai vẫn hợp tác. Dù vậy, cũng có những lo ngại rằng Justin Bieber cố xa lánh Diddy và rất có thể anh cũng là nạn nhân bị lạm dụng tình ái, ép buộc tham gia tiệc thác loạn của Diddy. Justin Bieber một lần nữa bị lôi vào những tranh cãi với những cáo buộc chính anh dung túng cho hành vi của Diddy hoặc anh có thể là nạn nhân. Justin Bieber ra tín hiệu cầu cứu vụ Diddy từ nhiều năm trước. Những phát ngôn, video, mv trước đây của Justin Bieber đều được khán giả quan tâm lần tìm manh mối có thể liên quan đến bê bối của Diddy. Trên nền tảng X hàng loạt bài đăng chỉ ra Justin nhiều lần ám chỉ tuổi thơ bị lạm dụng thông qua âm nhạc. Đầu tiên phải kể đến ca khúc Lonely, thấm đượm nỗi buồn và dằn vặt, nói lên nỗi lòng xáo trộn của chàng trai trẻ. Đứng ở đỉnh cao, Justin cảm thấy cô độc và phát bệnh vì họ chỉ trích mọi điều tôi đã làm. Nhân vật chính trong MV Lonely là một chàng trai trẻ có ngoại hình giống như Justin Bieber thời niên thiếu khi đọc bản cáo trạng với hàng hà xa số việc làm thao túng, bạo lực, ngược đãi trẻ vị thành niên của Diddy, người ta càng đặt câu hỏi liệu thời thơ ấu có phải Justin cũng từng là nạn nhân. Năm 2020, Justin Bieber phát hành MV Chummy là đĩa đơn quảng bá cho album phòng thu Chance, sự trở lại của hoàng tử nhạc pop thời điểm ấy thu về nhiều ý kiến trái chiều. MV Chummy với lời bài hát lặp đi lặp lại được giới thiệu là ẩn dụ sự nóng bỏng của nàng vợ Hilly Bieber khiến giới chuyên môn thất vọng. Không ít chuyên trang âm nhạc nhận xét sản phẩm này vô nghĩa, sáo rỗng là một bước lùi của Justin Bieber. Tuy gây tranh cãi nhưng Chummy lại thành công về mặt thương mại, tạo trend gây sốt toàn cầu. Gần 5 năm trôi qua kể từ khi Chummy ra mắt, MV này một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận của cư dân mạng nhưng phản ứng lần này hoàn toàn trái ngược, không còn bị chê vô nghĩa. Chummy được dân tình bàn tán ra hàng loạt thuyết âm mưu liên quan đến vụ án quan hệ MV Chummy, một sản phẩm có màu sắc tươi sáng nhưng chứa đựng nhiều hình ảnh khó hiểu. MV mở ra với khung cảnh một bữa tiệc, nơi mà Justin bước qua những đứa trẻ chơi nhạc cụ, biểu cảm không vui. Bữa tiệc được phục vụ với nhiều món ăn kỳ lạ và hình ảnh trái cherry ban đầu được cho là đại diện cho sự quyến rũ của Harry Bieber. Nhưng hiện tại, hình ảnh này đã bị bóp méo. Trong văn hóa phương Tây, trái cherry tượng trưng cho sự trinh nguyên, trái cherry biến mất khi những món ăn được dọn lên. Bữa tiệc tiêu điều ở phần cuối MV, cảnh thác loạn chuyển nhanh đến biểu cảm thờ ơ của Justin Bieber. Đáng chú ý, trên chiếc dĩ ăn cuối MV là hình ảnh của chính nam ca sĩ, thời thơ ấu Justin Bieber bị ví như một món ăn bị giới thượng lưu sâu xé. Theo tiết lộ hậu trường, Thời điểm MV này, Justin bị hoảng loạn nhiều lần phải chấn an. Sau khi MV trở thành tâm điểm bàn tán, video hậu trường cũng được chia sẻ rầm rộ. Ở thời điểm MV Chummy, Justin Bieber phải đối diện với khủng hoảng tâm lý. Sau máy quay, Justin Bieber hoảng loạn, khóc nức nở, đến mức đạo diễn MV phải liên tục chấn an, dành thời gian cho Justin ổn định cảm xúc. Những hình ảnh này bị đào lên càng khiến người hâm mộ xót xa. Trong cuộc phỏng vấn năm 2020, Justin và Healy có những tiết lộ liên quan đến tình trạng tâm lý của hoàng tử nhạc pop Justin trải lòng tôi nhớ mình đã phải vật lộn tôi như mình đã cảm thấy giống như về mặt cảm xúc chỉ là sự choáng ngợp tôi thậm chí không biết nói gì khi đối diện với cô ấy đơn giản là thất vọng về mọi thứ bạn biết đấy có rất nhiều điều đã xảy ra trong cuộc đời tôi và um, tôi nghĩ đây là thời điểm trong cuộc đời mà tôi cảm thấy thực sự choáng ngợp những năm qua anh trải qua nhiều thăng trầm rất may bên cạnh Justin Bieber luôn có sự đồng hành của Hailey Bieber. Vì điều này, cư dân mạng cho rằng Justin Bieber đang mượn những hình ảnh ẩn dụ để cảnh cáo công chúng về mặt trái của giới giải trí, nơi mà hoàng tử nhạc bốp đã chứng kiến nhiều thực tế kinh hoàng khi chưa đủ tuổi thành niên, hoặc rất có thể đi đi phục vụ những bữa tiệc tình ái theo cách mà Justin lột tả trong MV. Sau này khi đã thành danh, Justin Bieber rất mạnh mẽ trong việc gửi thông điệp bảo vệ các nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là đồn đoán của cư dân mạng. Justin Bieber chưa bày tỏ lập trường về vụ việc liên quan đến Diddy. The People đưa tin độc quyền. Justin Bieber nhận thức được rằng anh đang là tâm điểm. Anh phớt lờ mọi lời bàn tán để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc, cũng như cùng vợ Hailey chăm sóc con đầu lòng sau những sóng gió. Đây chính là sự bình yên mà Justin Bieber cần nhất toàn cảnh 100 chai dầu trẻ em trong vụ án của Diddy. Ngày 17 tháng 9 năm 2024, đánh dấu một bước ngoặt đen tối trong sự nghiệp của Sen Diddy Combs, tước rapper Diddy, khi ông trùm hit hop 54 tuổi này bị bắt giữ tại khách sạn Park Hyatt, New York. Sự kiện này là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài của Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ liên quan đến các cáo buộc nghiêm trọng. Đây là sự việc đang gây rúng động không chỉ nước Mỹ mà toàn thế giới khi kéo vào vô số ngôi sao Hollywood đình đám có dính líu. Hiện tại, trên khắp các trang mạng xã hội trên toàn thế giới, cư dân mạng đã lan truyền những thông tin về hàng nghìn chai dầu trẻ em xoay quanh nam rapper Diddy. Từ khóa dầu trẻ em, một nghìn chai dầu trẻ em đang được đông đảo cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Được biết những từ khóa này có liên quan đến nam rapper Diddy, Saint Diddy Combs, bị buộc tội ép buộc các nạn nhân nữ tham gia vào các màn trình diễn nhạy cảm mang tên Freikops. Và trong cuộc đột kích vào nhà nam rapper, cơ quan chức năng đã tịch thu nhiều vật dụng được anh ta sử dụng, bao gồm cả dầu trẻ em. Không lâu sau, khi Diddy bị bắt, một bảng cáo trạng liên bang đã được công bố và được NBC News thu thập vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, cáo buộc Combs về tội âm mưu tống tiền, buôn bán tình ái thể xác và vận chuyển để tham gia hoạt động mại dâm. Các tài liệu cáo buộc rằng ông trùm âm nhạc đã tổ chức Free Cops hay các buổi biểu diễn nhạy cảm phức tạp, trong đó các nạn nhân nữ bị ép buộc bằng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và để khiến họ tham gia vào các hành vi quan hệ. Theo cáo trạng, trong số các vật dụng mà chính quyền tịch thu từ nhà của Daddy từ đầu năm nay, có 1.000 chai dầu trẻ em. Deaddy cũng bị cáo buộc trong các tài liệu về việc sắp xếp, chỉ đạo, tự xử và thường xuyên ghi âm điện tử các buổi Free Cops và vận chuyển gái bán hoa, thương mại qua các tiểu bang và quốc tế. Theo cáo trạng, các vụ free cops bị cáo buộc xảy ra thường xuyên và thường kéo dài nhiều ngày. Liên quan đến nhiều gái mại dâm, trong free cops, Diddy đã phân phối nhiều loại chất bị kiểm soát cho các nạn nhân, một phần là để giữ các nạn nhân ngoan ngoãn và tuân thủ, bàn cáo trạng viết, đồng thời nói thêm rằng các nạn nhân và chính cops thường được truyền dịch tính mạch để phục hồi sau khi gắng sức và sử dụng ma túy. Đôi khi Sencoms không hề hay biết đã lưu giữ các video mà hắn quay cảnh các nạn nhân quan hệ với gái m... Những người công sự của nam rapper Diddy được gọi trong bản cáo trạng là Combs Enterprise, bao gồm các giám sát viên, nhân viên an ninh và gia đình trợ lý và các nhân viên khác bị cáo buộc tạo điều kiện cho Freckoffs bằng cách đặt phòng khách sạn và cung cấp các vật dụng cần thiết, dọn phòng, sắp xếp việc đi lại, đưa tiền cho Sencoms để trả cho và lên lịch truyền dịch tính mạch. Bản cáo trạng ghi rõ, vào khoảng tháng 3 năm 2024, trong quá trình khám xét nơi ở của Combs tại Miami, Florida và Los Angeles, California, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ nhiều vật dụng Freikovs, bao gồm ma túy và hơn 100 chai dầu và chất bôi trơn cho trẻ em. Bản cáo trạng cũng nêu chi tiết nam rapper 54 tuổi này bị cáo buộc đã ép buộc các nạn nhân nữ tham gia vào Freikovs, bao gồm lạm dụng tình cảm và lời nói, Combs đã kiểm soát các nạn nhân của mình thông qua nhiều cách, trong đó có bạo lực, hứa hẹn về cơ hội nghề nghiệp, cấp và đe dọa cắt hỗ trợ tài chính, và các biện pháp cưỡng chế khác, bao gồm theo dõi nơi ở của họ, ra lệnh cho nạn nhân xuất hiện, theo dõi hồ sơ y tế của họ, kiểm soát nhà ở của họ và cung cấp cho họ các chất gây nghiện được kiểm soát. Bản cáo trạng cũng khẳng định các nạn nhân thường xuyên bị thương do Combs gây ra trong những lần freak cop này và mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần để chữa lành. Theo tài liệu, một số cá nhân đã chứng kiến những hành vi lạm dụng bị cáo buộc này. Tuy nhiên, Combs cùng các thành viên và cộng sự của Enterprise đã có hành vi bạo lực, đe dọa bạo lực, đe dọa gây tổn hại về tài chính và danh tiếng, và lăng mạ bằng lời nói đối với những cá nhân này khi quyền hạn hoặc danh tiếng của Combs bị đe dọa. Khi Combs bị bắt giữ, luật sư Damian Williams đã chia sẻ với NBC News rằng các đặc vụ liên bang đã bắt giữ Nam Rapper dựa trên bản cáo trạng được niêm phong tại thời điểm đó. Theo như nhóm luật sư của Didi tuyên bố, Nam Rapper đã tự nguyện chuyển đến New York vào tuần trước để chuẩn bị cho những cáo buộc này. Tin tức về cuộc điều tra nổ ra sau khi Combs phải đối mặt với cáo buộc về hành vi quan hệ sai trái trong các vụ kiện do nhiều người tố cáo để trình bắt đầu từ tháng 11. Với việc Nam Rapper phủ nhận các cáo buộc vào tháng 12 năm ngoái, Diddy đã đăng tải bài viết trên Instagram. Những cá nhân tìm kiếm một khoản tiền lương nhanh chóng đã đưa ra những cáo buộc ghê tởm chống lại tôi. Tôi xin nói rõ ràng, tôi không làm bất kỳ điều tồi tệ nào trong số những điều bị cáo buộc. Tôi sẽ đấu tranh cho tên tuổi, gia đình và sự thật của mình. Rapper Diddy là ai? Quyền lực cỡ nào mà để Justin Bieber vào khủng hoảng, thao túng Hollywood? Diddy là một trong những cái tên quyền lực bậc nhất của Hollywood. Sen Combs được biết đến rộng rãi với nghệ danh Diddy, trước đây là Fur là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí của Mỹ. Sinh năm 1969 tại Harlem, New York, nam rapper được biết đến là một rapper nổi tiếng, giàu thành tích bậc nhất với 14 lần đề cử và lần đoạt giải Grammy. Diddy được ghi danh trên Đại lộ danh vọng vào năm 1995. Năm 1997, Diddy được Guinness trao tặng giải thưởng nhà sản xuất nhạc rap thành công nhất. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, sencoms được xây dựng một đế chế kinh doanh đa dạng, bao gồm âm nhạc, thời trang, rượu và truyền thông. Tầm ảnh hưởng của Diddy trong ngành công nghiệp âm nhạc không chỉ giới hạn ở việc sản xuất và biểu diễn. Ông còn được biết đến như một doanh nhân, liên tiếp mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác. Năm 1998, Combs ra mắt thương hiệu thời trang Centron. Trong lĩnh vực đồ uống, Diddy đã hợp tác với Diageo để quảng bá và phân phối rượu vodka syrup, biến nó thành một trong những thương hiệu vodka cao cấp hàng đầu tại Mỹ. Thỏa thuận này được cho là mang lại cho Combs lợi nhuận đáng kể và củng cố vị thế của ông trong ngành công nghiệp đồ uống có cồn. Năm 2013, Diddy mở rộng đế chế truyền thông của mình bằng cách ra mắt Revron TV, một kênh truyền hình cáp tập trung vào âm nhạc và văn hóa. Mạng lưới này nhằm mục đích cung cấp một nền tảng cho các nghệ sĩ trẻ và nội dung âm nhạc độc lập sự thành công trong kinh doanh của Diddy đã đưa ông vào danh sách những người giàu nhất trong ngành công nghiệp hip hop và giải trí. Tạp chí Forbes thường xuyên xếp hạng ông trong số những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới. Tầm ảnh hưởng của Diddy tại Hollywood và trong ngành giải trí nói chung không chỉ đến từ thành công tài chính mà còn từ khả năng kết nối và tạo ra các cơ hội. Ông được biết đến với việc tổ chức những bữa tiệc xa hoa và sự kiện networking thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu và những người có ảnh hưởng trong ngành. Những White Party thường niên của Diddy quy tụ những cái tên lớn nhất ngành công nghiệp như Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg. Ngoài các hoạt động kinh doanh, Diddy cũng tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện và xã hội. Ông đã thành lập quỹ Sencoms để hỗ trợ giáo dục và phát triển thanh niên. Quỹ này đã trao học bổng và tài trợ cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận. Diddy cũng nâng đỡ khá nhiều những nghệ sĩ trẻ mà tiêu biểu nhất là Justin Bieber, người được ông biến từ một chàng trai cover trên YouTube thành hoàng tử nhà pop lừng lẫy toàn cầu. Với quyền lực và tầm ảnh hưởng khổng lồ trong giới giải trí, liên kết cả sang nhiều lĩnh vực khác, không khó để hiểu vì sao Diddy lại có thể dễ dàng thao túng các nạn nhân đến vậy. Bản danh sách các nghệ sĩ từng tham gia bữa tiệc của Diddy làm rung động Hollywood. Việc đi đi bị bắt chính là giọt nước làm tràn ly sau loạt tội ác mà ông gây ra là đỉnh điểm của một loạt cáo buộc về hành vi sai trái quan hệ đã theo đuổi hắn trong nhiều tháng. Khởi đầu từ vụ kiện của Cassandra Cassier Ventura, bạn gái cũ của Combs, vào tháng 11 năm 2023, cáo buộc ông về tội trong suốt mối quan hệ kéo dài 10 năm của họ. Ventura cũng tố cáo Combs đã ép buộc cô và xâm hại cô vào năm 2018 sau vụ kiện của Venturer, nhiều phụ nữ khác đã đứng ra tố cáo Combs, Troy Dickerson Jr. cáo buộc Combs đã cưỡng hiếp và chuốc thuốc cô khi cô còn là sinh viên đại học vào năm 1991. Liza Garner cũng cáo buộc Combs cưỡng hiếp cô vào đầu những năm 1990 khi cô mới 16 tuổi. Ngoài ra, Combs còn phải đối mặt với các cáo buộc về tập thể buôn bán và tống tiền. Chấn động hơn khi Justin Bieber bất ngờ bị gọi tên giữa vụ việc này. Tuy nhiên, nam ca sĩ không tham gia vào vụ việc mà được cho là gặp khủng hoảng trước tội ác của người đàn anh từng thân thiết. Giọng ca Love Yourself không trực tiếp làm việc với Diddy, nhưng anh ký hợp đồng với Usher, gà nhà của Diddy, nên đôi bên cũng có mối quan hệ thân thiết. Việc được Diddy nâng đỡ từ nhỏ khiến dân tình lo ngại Justin Bieber bị lạm dụng là nạn nhân của ông trùm âm nhạc mà không hề hay biết. Trên nền tảng Ice, một video hồ Justin Bieber 15 tuổi ở chung với Diddy 48 tiếng bị đào lại. Trong đoạn ghi hình này, Justin được cho là trông không thoải mái khi đứng cạnh Diddy. Nhiều người nghi vấn Diddy là lý do Justin Bieber có những biểu hiện tâm lý bất thường và đời sống tình cảm buông thả từ thời còn trẻ. Thậm chí Diddy khiến những nhận thức về tâm sinh lý của Justin Bieber trở nên sai lệch. Nguồn tin khác cũng tiết lộ Justin Bieber hối hận vì hợp tác với ông trùm nhạc rap tai tiếng vào gần một năm trước. Nam ca sĩ sinh năm 1994 ước được biết về vụ việc sớm hơn. Trước đó Justin Bieber giữ khoảng cách với Diddy trong thời gian dài nhưng đã quyết định góp giọng trong album mới phát hành của đàn anh vào tháng 10 năm 2023. Sự việc này không chỉ là một cú sốc trong ngành công nghiệp âm nhạc mà còn là một lời cảnh tỉnh về việc lạm dụng quyền lực và tầm ảnh hưởng trong giới giải trí nó cũng làm dấy lên những câu hỏi quan trọng về cách xã hội và pháp luật đối xử với những cáo buộc nghiêm trọng như vậy, đặc biệt khi chúng liên quan đến những nhân vật có địa vị và ảnh hưởng lớn. Khi Combs chuẩn bị ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang Manhattan, cộng đồng và ngành công nghiệp giải trí đang chờ đợi để xem làm thế nào công lý sẽ được thực thi. Vụ việc này có thể sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Quý vị nghĩ thế nào về sự việc này? hãy để lại ý kiến ở phần bình luận cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này nếu thấy hữu ích hãy đăng ký kênh like và chia sẻ cho mọi người cùng xem